Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với series học tiếng Nhật qua phim. Và vẫn như là thường lệ, chúng ta sẽ trải qua 4 bước. Bước đầu tiên, các bạn sẽ cùng nghe một cái đoạn trích phim bình thường. Và đến bước thứ hai thì mình sẽ để cái tốc độ nói chậm lên một chút để xem là với cái tốc độ nói chậm thì các bạn có nghe bắt được từ hay không. Và với lần thứ ba thì mình sẽ để cái tốc độ nói bình thường, tuy nhiên sẽ có phần tách tiếng Nhật để các bạn cùng nhìn vào xem là những cái phần mà nãy giờ mình nghe nó có đúng hay không. Và đến phần thứ tư thì chúng ta sẽ cùng phân tích những cái ngữ pháp cũng như là các cái cụm hyogen, từ vựng được chú ý ở trong cái đoạn phim đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một tập phim Sasae-san. Daijoubu Wakame-chan? Dou shita no Horikawa-kun? え、一緒に学校へ行こうと思って。一緒にってどうして？女の子の一人歩きは危険だと思って。なんでそんな格好してるの？ちょっと風邪気味なんで。怖そうな人ね。大丈夫、わかめちゃん。どうしたの、堀川くん？ え、一緒に学校へ行こうと思って。一緒にってどうして？女の子の一人歩きは危険だと思って。なんでそんな格好してるの？ちょっと風邪気味なんで。怖そうな人ね。大丈夫、わかめちゃん。どうしたの、堀川くん。一緒に学校へ行こうと思って。一緒にってどうして？女の子の一人歩きは危険だと思って。なんでそんな格好してるの？ちょっと風邪気味なんで。Trong đoạn vừa rồi thì có khá nhiều những cái câu ngắn mà mình nghĩ là chắc là mọi người có thể nghe được và có thể tập để nói lại được, đúng không ạ? Horikawa cử mới đến rủ Wakame đi học cùng. Và Horikawa mới nói cái lý do là bởi vì tớ nghĩ là con gái mà đi một mình thì nguy hiểm, đúng không ạ? Onanoko no hitori aruki wa kiken da to omotte. Nhưng mà sau đấy thì hỏi là tại sao cậu lại mặc với cái bộ dạng như vậy á? Cái bộ dạng nhá, cái vẻ bề ngoài á, thì người ta sẽ dùng ở đây là nande sonna kakko shiteru no? Chotto kaze gimi nande. Thì trong cái phần này chúng ta có cái ngữ pháp đó là gimi, đúng không ạ? Cái phần ngữ pháp này thì chúng ta đã học trong cái kiến thức của N3. Gimi có thể được kết hợp với một danh từ đằng trước, hoặc là nếu là động từ thì sẽ chia về thể vemas, bọn vemas sẽ cộng với gimi. Bản chất cái dạng gimi thì các bạn nhìn cái phần từ vựng của nó thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có chữ khí và chữ vị này, đúng không ạ? Chữ khí này thì nó nằm trong những cái từ như là kigasuru, để thể hiện như là mình có cái cảm giác như thế nào đó, cảm thấy như thế nào đó, đúng không ạ? Bởi vậy mà cái gimi nó cũng sẽ dùng để thể hiện cái cảm nhận của đối phương, mình cảm thấy nào đó. Kaze gimi thì kiểu như là mình cảm thấy như kiểu trong người mình bị cảm cúm ấy, có những cái dấu hiệu ví dụ như là cảm thấy uể oải này, hoặc là bị sốt, hoặc là tôi cảm thấy gần đây như thế là tôi béo lên, mình có cái cảm nhận như vậy, đúng không ạ? Saikin futori gimi da yo. Futoru thì bây giờ chuyển thành là futori gimi. Hoặc là ví dụ như là bởi vì mình cảm thấy không được khỏe, kiểu như là kiểu bị cảm cúm ấy. Chotto kaze gimi nanode. Thế nên là hôm nay cho tôi về sớm được không? Hayame ni kaerasete itadakemasen ka? Và thường có một cái điểm lưu ý đó là gimi dùng để cho những cái cảm giác của chúng ta. Và những cái cảm giác này thì thông thường sẽ là những cái cảm nhận mang tính chất tiêu cực. Cảm thấy có gì đó hơi khác so với mọi khi, đúng không ạ? いつもと違って少し何々の感じがする。急がないと遅刻よ。急いでるよ。おはようございます。何かあったんですか？昨日うちのインターホンをいたずらした子がいてな。磯野くんじゃないの？そんな幼稚ないたずらはとっくに卒業したよ。もう少し小さい子だ。 ランドセルの痛み具合から見ると3年生か4年生だな。さすが元刑事さん。刑事さん？急がんと遅刻するぞ。あ、大変大変。
急がないと遅刻よ。急いでるよ。おはようございます。何かあったんですか？昨日うちのインターホンをいたずらした子がいてんの。磯野くんじゃないの。そんな幼稚ないたずらはとっくに卒業したよ。もう少し小さい子だ。 ランドセルの痛み具合から見ると3年生か4年生だな。さすが元刑事さん。刑事さん、急がんと遅刻するぞ。あ、大変大変。急がないと遅刻よ。急いでるよ。おはようございます。何かあったんですか？昨日うちのインターホンをいたずらした子がいてんの。 磯野くんじゃないの？そんな幼稚ないたずらはとっくに卒業したよ。もう少し小さい子だ。ランドセルの痛み具合から見ると3年生か4年生だな。さすが元刑事さん。刑事さん、急がんと遅刻するぞ。あ、大変大変。 Đến cái phần đoạn này thì một cặp đôi nữa là Kacho và cái cô bé đúng không ạ? Đến cái cặp này hai bạn ấy đi học thì nhìn thấy một bác là bác ấy đứng trông có vẻ mặt rất là trầm ngâm. Thì cô bé mới hỏi là có chuyện gì vậy? Thì bác ấy trả lời là có một đứa trẻ nó nghịch cái interhome này. Interhome là cái chuông bấm cửa ấy, nó nghịch cái chuông bấm cửa nhà bác. Và lúc đấy thì cô bé nghĩ ngay đó là Kacho làm đúng không ạ? Isono-kun janai no? Nhưng mà Isono mới nói là cái trò nghịch trẻ trâu ấy thì tớ đã qua cái thời đấy từ lâu rồi, tớ không còn làm cái những cái trò nghịch trẻ trâu ấy nữa. Nghịch cợm thì chúng ta dùng với danh từ ở đây là itazura. Còn cái tính từ để chỉ cái nghĩa là trẻ con ấy, trẻ trâu ấy thì chúng ta dùng với tính từ là yōchi nè. Yōchi na itazura. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có tokku ni sotsugyō shita nè. 卒業した,卒業する thì bình thường chúng ta thấy là nó xuất hiện trong cái cụm từ là mình tốt nghiệp trường đại học này. Thế nhưng mà ở đây ấy, nó cũng được dùng để thể hiện cái nghĩa là mình đã qua một cái giai đoạn nào đấy rồi. Ví dụ như là ngày xưa thì tôi rất là hay đọc truyện manga. Thế bây giờ thì mô manga hon wa sotsugyoshitayo này, qua cái giai đoạn là mình đọc truyện manga rồi, qua cái giai đoạn thời trẻ trâu đấy rồi đúng không ạ? Bây giờ đã bước sang một cái giai đoạn mới rồi. Tori sugiru. Và theo như bác này, bác cái suy đoán ấy, thì bác ấy nghĩ là cái đứa trẻ mà chơi cái trò nghịch bấm chuông cửa nhà bác ấy là một cái đứa trẻ nó sẽ nhỏ hơn một chút. Moskoshi chisaiko. Khi mà bác ấy nhìn cái vết xước ở trên landoseru này, chúng ta có từ landoseru, cái cặp chống lưng gù của Nhật ấy, mà ở bên Việt Nam mình các bạn cũng có thể nhìn thấy là có một số bà mẹ mua cho con ấy, hàng Nhật ấy. Landoseru. Thì nhìn cái itamigurai này, itamigurai, nhìn cái vết sờn, tức là những cái trạng thái của cái cặp đấy thì thấy là nó chưa phải là rách hoặc cũ lắm, thì bác này bác ấy đoán là có thể là năm 3 hoặc là năm 4. Sasuga motokeji-san. Sasuga, quả thật là không hổ danh. Bác trước kia thì đã từng là keji. Thì chúng ta có hai cái danh từ nhé. Thứ nhất là keji, thứ hai là kesatsukan. Các bạn nhìn hình ảnh ở đây, kesatsukan sẽ mặc cái phần đồng phục như này đúng không ạ? Cảnh sát. Còn keji thì thông thường là sẽ mặc thường phục. Họ là những cái người mà cảnh sát bắt tội phạm, điều tra hình sự đúng không? Ở trong cái phần này ấy, thì có một cái lưu ý, đấy là chúng ta có cái tiền tố là moto. Cái phần này thì các bạn sẽ học ở trong tiền tố ở N2. Moto để chỉ cái là nguyên, tức là trước kia đã từng làm cái công việc nào đó. Ví dụ như là chúng ta muốn nói là người yêu cũ chẳng hạn. Anh người yêu cũ này, moto kare. Ví dụ trình tự nhé, bạn trai hiện tại, imakare. Còn bạn trai trước, tức là vừa mới chia tay thôi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ dùng là maekare. Còn bạn trai cũ thì có thể là trước đấy nữa, người ta không xác định là bao nhiêu cả, chỉ cần biết là trước kia đã từng là người yêu, đã từng bạn trai thôi. Motokare này, thì cái này nó sẽ khác với cái chữ tiền ở đằng trước. Mae thì chúng ta biết là ngay trước đó thôi đúng không ạ, maekare. Còn motokare thì là sẽ là bạn trai cũ thôi, chứ còn không biết là cái thời điểm là trước đó là bao lâu cả. Và cái tiền tố moto này được sử dụng rất là nhiều, ví dụ như là sếp cũ của mình này, moto joshi, hoặc là giám đốc cũ, moto sacho, hoặc nguyên là tổng thống chẳng hạn, moto daitorio,
hoặc là chồng cũ, vợ cũ thì đều dùng với cái tiền tố này. Còn cái chữ tiền mae thì là ngay trước cái thời đó. Ví dụ như là bây giờ là Tổng thống Donald Trump đúng không ạ? Thì ngay trước cái tiền nhiệm thời của Tổng thống Donald Trump là ông Obama đúng không ạ? Thì lúc đấy ông Obama sẽ là trước đấy một nhiệm kỳ. Thì chúng ta sẽ dùng với chữ tiền mae. ホリカワ君、一緒に帰ろうと思って。なんで帰りまで一緒に帰らなくちゃいけないの？同じ方角じゃないか。 明日も迎えに行くからね。もうやめて。僕を守ってくれないの？え、私を守るためじゃなかったの？それもあるけど、実は。 堀川君、一緒に帰ろうと思って。なんで帰りまで一緒に帰らなくちゃいけないの？同じ方角じゃないか。 怖そうなおじさん。よかった。ワカメちゃん、明日も迎えに行くからね。もうやめて。僕を守ってくれないの？え、私を守るためじゃなかったの？それもあるけど、実は。 一緒に帰ろうと思って。なんで帰りまで一緒に帰らなくちゃいけないの？同じ方角じゃないか。いないわよ、怖そうなおじさん。よかった。ワカメちゃん、明日も迎えに行くからね。もうやめて。僕を守ってくれないの？え、私を守るためじゃなかったの？それもあるけど、実は。 Đến lúc đi học về thì Horikawa cùng vẫn rủ cô bé này về đúng không ạ? Cô bé mới nói là tại sao mà đến lúc về mà cũng phải đi cùng với nhau vậy? Nante kaerimade issho ni kaeranakucha ikenai no? Thì bạn này bạn mới nói là onanji hogaku janai ka. Hogaku thì thực ra thì nó trong cái trường hợp này nó sẽ bằng với trường hợp là hoko là hướng đúng không ạ? Ví dụ như là tôi bắt đầu đi bộ hướng đến nhà ga. Eki no hogaku ni mukatte arukidashimasu. Sau đó là cái đoạn hội thoại trên đường về của Wakame và Horikawa cùng. Đi qua nhìn thấy bác này rất là sợ đúng không ạ? Inai wa yo, kowaso na oji-san. Người ta lật ngược đúng không ạ? Không có đâu. Cái ông bác mà trông đáng sợ ấy, thì ông không có đây đâu. Ôi may quá. Ngày mai tớ lại đến đón nhé. Ashita mo mukai ni iku kara ne. Mo yamete. Thôi, cậu đừng đến đón nữa. Thế cậu không bảo vệ tớ à? Boku mamotte kurenai no? Lúc này thì cô bé Wakame mới nói là thế chẳng phải là cậu bảo vệ tớ hay sao? Lúc đầu cậu đến là bảo là sẽ đến đón để bảo vệ tớ, bởi vì con gái đi một mình thì nguy hiểm. Nhưng mà hóa ra là bởi vì là cái cậu bạn này là sợ cái bác đấy đúng không ạ? Và lúc đấy thì mới khai thật ra là jitsuwa thực sự là như thế nào đó. Randoseru no itami guai de gakunen ga wakaru no kai? Keiji no me wa gomakasenai yo. よりによって元刑事さんのうちのインターホンをいたずらするなんてね。あの調子じゃ逮捕は時間の問題だね。犯人は堀川くんよ。え、そういえば3年生だ。堀川くん一人で行くのが怖くてうちに迎えに来たのよ。明日も来るですか？お兄ちゃんが一緒に行ってあげて。自首するように勧めるよ。 ランドセルの痛み具合で学年がわかるのかい？刑事の目はごまかせないや。よりによって元刑事さんのうちのインターホンをいたずらするなんてね。あの調子じゃ逮捕は時間の問題だね。犯人は堀川くんよ。え、そういえば3年生だ。 堀川くん一人で行くのが怖くてうちに迎えに来たのよ。明日も来るですか？お兄ちゃんが一緒に行ってあげて。自首するように勧めるよ。へえ、ランドセルの痛み具合で学年がわかるのかい？刑事の目はごまかせないや。よりによって元刑事さんのうちのインターホンをいたずらするなんてね。
の調子じゃ逮捕は時間の問題だね。犯人は堀川くんよ。そういえば3年生だ。堀川くん一人で行くのが怖くてうちに迎えに来たのよ。明日も来るですか？お兄ちゃんが一緒に行ってあげて。自首するように勧めるよ。Trong cái câu chuyện ở nhà Sazae thì có một cái cụm từ của Katsuo. Katsuo mới nói là Keiji no me wa gomakasenai yo. Gomakasenai. Thì chúng ta có cái động từ là gomakasu. Gomakasu thì nó có thể dùng với nghĩa là thứ nhất là mình giống như cái dạng là mình đánh trống lảng ấy. Chẳng hạn là người ta hỏi mình một cái gì đó thì mình giống như kiểu cười trừ để đánh trống lảng thôi. Wadatte gomakasu. Đánh trống lảng hoặc là mình tìm cách mình gạt cái vấn đề đấy đi. Chẳng hạn như là mình qua mắt thiên hạ để cho người ta không nhận ra cái vấn đề đó. Seken no me o gomakasu. Hoặc là thứ hai nó dùng với nghĩa là lừa dối. Gomakasu. Vậy thì trong trường hợp này á, thì chúng ta sẽ hiểu là gì? Không thể nào qua mắt được một người trước kia đã từng làm cảnh sát hình sự, đúng không ạ? Keiji no me wa gomakasenai yo. Và đến cái phần sau, cái cụm từ này thì chắc là cũng có nhiều bạn là chưa hiểu được cái cách sử dụng của nó. Đấy chính là cụm từ yori niyotte. Yori niyotte. Thì yori niyotte, thực ra nếu mà viết về cái phần kanji ấy, thì các bạn sẽ nhìn là cái kanji của nó là như thế này. Yori niyotte là cái động từ, là cái chữ tuyển trong ý nghĩa là chọn ấy. Thì ý của nó ở đây là gì? Thật là xui xẻo. Mặc dù là có rất nhiều cái sự lựa chọn nó tốt hơn, có rất nhiều những cái tình huống nó tốt hơn, vậy mà xui thế nào để mình lại chọn phải cái tình huống này, lại rơi vào cái tình huống xui xẻo như thế này, đúng không ạ? Mặc dù là có biết bao nhiêu là cái sự lựa chọn tốt khác, vậy mà đen thế nào mà lại rơi vào cái tình huống này. Thì chúng ta sẽ hiểu ở cái tình huống này là gì. Thật là đen cho cái bạn này. Quanh đấy thì có rất là nhiều nhà, đúng không ạ? Thế mà đen thế nào thì lại nghịch đúng cái chuông bấm cửa nhà của cái ông trước kia đã từng là cảnh sát hình sự, nên là ông ấy truy ra ngay. Thì chúng ta có thể dùng vào cái cụm từ này, yori niyotte, và đằng sau là cái sự việc đen đủi đấy. Nếu mà tình hình như thế này á, thì cái việc mà bị bắt, tức là truy ra được cái tên tội phạm ấy, nó chỉ là cái vấn đề về thời gian thôi. Thì chúng ta dùng với cách dùng là cái gì đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ấy, thì chúng ta sẽ để cái chủ ngữ này, sau đấy cộng với trợ từ và chikan no mondai desu. Ở trong cái phần này thì các bạn thấy là Katsuo mới dùng với cụm từ là choshi. Cái cụm từ choshi thì nó được dùng với rất nhiều nghĩa các bạn nhé. Có thể để dùng cho cái tình trạng này, choshi ga ii, choshi ga yoku nai, hoặc có thể dùng để cho cái tốc độ, cái nhịp điệu, đúng không ạ? Hoặc là trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là ano choshi ja, nó giống với trường hợp là ano choshi de wa, nếu cứ cái đà như thế này, đúng không ạ? Thì cái việc bị bắt đã tìm ra được hung thủ thì nó cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Taiho wa chikan no mondai desu. Thế nên là Katsuo mới đưa ra một cái lời khuyên là nên khuyên làm sao để cho cậu bạn này ra đầu thú, đi tự thú ấy. Jishu suru này, jishu suru yo ni susumeru yo. Anh sẽ khuyên để cho Horikawa cùng đi tự thú với bác này. Tadaima. Okaeri nasai. Ima Isasaka sensei to soko de atte na. Saikin interphone o itazura suru kou ga ite komatteru sou da. He, sore Horikawa kun ka mo. ないよ。本当？わかめちゃん家のお隣でいたずらなんかしないよ。ただいま。あ、おかえりなさい。今伊佐坂先生とそこで会ってな。最近インターホンをいたずらする子がいて困ってるそうだ。へえ、それ堀川くんかも。僕じゃないよ。本当？わかめちゃんちのお隣でいたずらなんかしないよ。ただいま。あ、おかえりなさい。今伊佐坂先生とそこで会ってな。最近インターホンをいたずらする子がいて困ってるそうだ。へえ、それ堀川くんかも。僕じゃないよ。本当？わかめちゃんちのお隣でいたずらなんかしないよ。Sau đấy thì ông bố trở về mới nói là cũng có một cái đứa trẻ nó nghịch ở quanh hàng xóm đấy nữa, đúng không ạ? Lúc đấy thì mọi người mới nghĩ là chắc là cái đấy cũng là Horikawa cường làm. Sau đấy, Horikawa cường kamo. Người ta không nói rõ ra là cả cái đuôi là kamoshire này, nhưng mà người ta chỉ cần để cái phần lựng là kamo, cũng giống với ý nghĩa đó nhé. Thế thì lúc đấy Horikawa cường mới nói là
tớ không bao giờ đi nghịch để chọc phá ở nhà bên cạnh của Wakame đâu. Không làm những cái chuyện như thế. Thì ở cái phần này, trong cái giao tiếp ấy, thì người ta hay dùng những cái dạng kiểu như là nani nani, nankashinai yo. Mình không làm những cái chuyện như đấy đâu. Nankashinai yo. Thì ở đây là Wakame-chan chi no tonari de itazura nankashinai yo. Câu này thì người ta nói tắt này, Wakame-chan no uchi no tonari. Thì người ta nói tắt là Wakame-chan chi no tonari de itazura nanka shinai yo desu ne. Nanka shinai yo. Daifu sareru n deshou ka? Sareru wake nai janai ka. Genkotsu no hitotsu gurai morau kamoshirenai kedo ne. Helmetto kabutte kureba yokatta. Daifu sareru n deshou ka? Sareru wake nai janai ka. Genkotsu no hitotsu gurai morau kamoshirenai kedo ne. Helmet kabutte kureba yokatta. Daifu sareru n deshou ka? Sareru wake nai janai ka. Genkotsu no hitotsu gurai morau kamoshirenai kedo ne. Helmet kabutte kureba yokatta. Khi mà dẫn cậu bé này đến thì mới hỏi lại liệu thì em có bị bắt không? Daifu sareru n deshou ka? Daifu sareru n deshou ka? Thì Katsuo mới nói là gì? Làm gì mà có chuyện bị bắt đúng không? Ở trong cái phần câu này á, thì chúng ta có thứ nhất là wake nai, sau đấy thì có cái đuôi là janai ka, cả cái câu là sareru. Thay vì dùng và cả với động từ là taiho sareru thì bây giờ người ta bỏ cái động từ taiho mà chỉ cần dùng cái đuôi bị động ở đằng sau thôi. Sareru wake nai janai ka. Thì chúng ta phân tích nhé, janai ka để thể hiện cái suy nghĩ của bản thân người nói. Chẳng phải là, thì tức là anh nghĩ là không đời nào có chuyện đấy đâu. Wake này là cái dạng nói tắt của wake ga này, đúng không ạ? Dệt tay này, không bao đời nào có chuyện là em bị bắt đâu. Cùng lắm là chỉ bị cốc đầu một chút thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở trong câu sau ấy thì người ta dùng với genkotsu. Genkotsu thì bị một cái cốc đầu thôi. Thì người ta dùng với cái trợ từ là gurai. Gurai là cái trợ từ mà có thể dùng để đưa ra cái mức áng chừng khoảng bao nhiêu đó, hoặc là đến mức đến nỗi nó bằng với trường hợp là khoto. Nhưng ở đây á, nó cũng là một cái trợ từ để đi ra cái mức độ nhẹ, đúng không ạ? Genkotsu no hitotsu gurai. Chỉ nhận được một cái cốc đầu nhẹ là cùng thôi, đúng không ạ? Genkotsu no hitotsu gurai morau. Và cái phần đằng sau là kamoshirenai kedo ne. Thì bạn này bạn mới nói là giá mà đội cái mũ bảo hiểm thì có phải tốt không? Đó, giá mà thì các bạn chia cái phần này là ba yokatta nè, ba yokatta. Helmet to kabutte kureba yokatta. Interhome no itazura no ken desu ga. Ah, are wa kino itazura shita ko ga okaasan to ayamari ni kite na. Wakatta n desu ka? 1年生の男の子だった。いや、私の目も曇ってきたようだ。インターホンのいたずらの件ですが。ああ、あれは昨日いたずらした子がお母さんと謝りに来てな。わかったんですか？1年生の男の子だった。いや、私の目も曇ってきたようだ。ああ、あれは昨日いたずらした子がお母さんと謝りに来てな。わかったんですか？1年生の男の子だった。いや、私の目も曇ってきたようだ。Thế nhưng sau đấy thì lại là một cái cậu bé ở năm thứ nhất cùng với mẹ đến xin lỗi là đã gây ra cái sự việc này. Thì lúc này bác mới nói là 私の目も曇ってきたようだ。Chúng ta có cái động từ là 曇る。曇る thì cho những cái ý nghĩa như là mờ, ví dụ như là cái kính mờ chẳng hạn. 眼鏡が曇る。Hoặc là nó còn dùng cho cái nghĩa là để chỉ cái tâm trạng mà kiểu như là lo lắng này, phuang, shinpai, để đau buồn, kanashimi. Đó, tâm trạng nó thể hiện qua cái nét mặt hoặc là cái giọng nói có vẻ rất là u ám, nó mất đi cái sự tươi vui. Thế nên là cái kumoru trong cái trường hợp này thì trái nghĩa với nó sẽ là hareru. Ví dụ là nhìn cái khuôn mặt của chị trông có vẻ buồn buồn và rất là đau khổ. Ane no kao ga kanashige ni kumoru. サザエ、今おかるさんに聞いたらインターホンをいたずらした子がお母さんと謝りに来たそうだよ。ああ、よかったじゃないの。一年生の男の子で、あちこちのインターホンをいたずらしてたらしいんだよ。サザエ、今おかるさんに聞いたらインターホンをいたずらした子がお母さんと謝りに来たそうだよ。ああ、よかったじゃないの。
1年生の男の子で、あちこちのインターホンをいたずらしてたらしいんだよ。サザエ、今おかるさんに聞いたら、インターホンをいたずらした子がお母さんと謝りに来たそうだよ。ああ、よかったじゃないの。1年生の男の子で、あちこちのインターホンをいたずらしてたらしいんだよ。Trong cái phần vừa rồi thì các bạn có cái cụm từ là achikochi này. Achikochi thì cho cái nghĩa là khắp mọi nơi. Như vậy là chúng ta đã xong được một phần trích đoạn trong tập phim của Sazae. Và nhiệm vụ của các bạn là bây giờ sau khi mà chúng ta đã trải qua được từng 4 bước rồi thì các bạn hãy tự mình trong đầu có thể là ghi nhớ được những cái cụm hyoge mà nãy giờ chúng ta học. Hoặc nếu không ghi nhớ được thì các bạn có thể tua lại những cái đoạn đấy và các bạn tự bật ra thành lời những cái câu hội thoại. Chẳng hạn ví dụ như là không thể qua mắt được một người là trước kia đã từng là cảnh sát hình sự này, không thể qua mắt được ai đúng không ạ? Rồi hoặc là những cái cách nói như là mắt mình thì có vẻ cũng đã mờ rồi, không còn được tinh tường nữa. Watashi no me mo kumotte kita yo da. Hoặc là những cái trường hợp nói tắt chẳng hạn như là wakame chan chi, hoặc là isogan to chikoku suru. Isogan to chính là cái phần nói tắt của isoganai to. Hoặc là những cái cách sử dụng như là wakenai janai ka. Wakenai janai ka. Chẳng phải là mình nghĩ là sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu. Sarete wakenai janai ka. Hoặc là những cái cách nói như là nanka shinai yo, mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện này đâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha.